Chào mừng các anh chị và các bạn đến với kênh Lam Life. Mình là Ngọc Xuân. Đây là nơi Xuân chia sẻ những quyển sách, kiến thức, thông tin về sức khỏe, dinh dưỡng và chữa lành. Xuân tin rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị và các bạn để có một cuộc sống khỏe mạnh, thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu nội dung hôm nay, nếu như bạn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu với nội dung tiếp theo. Chương 14: 5G và tương lai loài người. Con người là một kiệt tác. Trong bài Soliloquy nổi tiếng của Hamlet, Shakespeare đặt ra những câu hỏi về bản chất của con người. Shakespeare, một trong những người khởi xướng và nhà tư tưởng vĩ đại nhất lịch sử, mô tả con người là thành tựu tuyệt vời của tạo hóa, tự do và không giới hạn về tiềm năng. Con người là cao quý, được tạo ra theo hình ảnh của chính thần, nhưng vẫn phải chịu mọi sự xấu xa, cám dỗ và sai lầm mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Câu hỏi cho chương này, trước đó đã khám phá bản chất đầy nước của sự sống là loài người là gì hoặc là ai? Hệ quả của câu hỏi mà hiếm người nào hỏi là tại sao chúng ta nên quan tâm đến việc liệu con người có sống sót sau đại dịch hiện nay hay chúng ta sắp tuyệt chủng, giống như rất nhiều động vật đồng loại. Theo một cách nào đó, nếu chúng ta không thể bắt đầu trả lời câu hỏi đơn giản nhưng sâu sắc này, thì liệu có khác biệt gì về việc có hay không các virus gây bệnh truyền nhiễm? Để trả lời câu hỏi này, con người là gì? Thực sự là chìa khóa để đưa hiện tượng COVID-19 đến một giải pháp thành công. Đó là chìa khóa mở các thách thức xây dựng một thế giới mà chúng ta đều biết là có thể, nhưng có thể quá sợ hãi để theo đuổi hoặc thậm chí đòi hỏi. Khi một số người cố gắng xác định các đặc điểm độc đáo của con người, nhiều câu trả lời sẽ xuất hiện. Một số người sẽ nói rằng đây là một câu hỏi ngu ngốc hoặc không thể trả lời được. Những người khác có thể cho rằng con người là loài vượn có lông, động vật đứng thẳng duy nhất hoặc động vật có bộ não lớn nhất. Nhà khoa học có thể chỉ ra cấu tạo gen duy nhất của chúng ta, sinh vật sống duy nhất có bộ 46 nhiễm sắc thể đặc biệt này. Một giáo dân có thể nói rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và như vậy được trao quyền thống trị trên trái đất. Nhà công nghệ có thể phủ nhận bất kỳ điều gì đặc biệt về con người và chỉ ra điều sai sót trong thiết kế của chúng ta, điều mà ông tin rằng có thể được cải thiện hoặc nâng cấp bằng cách hợp nhất con người với máy tính, tạo ra một loại dữ liệu tải xuống cho tâm trí chúng ta. Thật không may cho chúng và may mắn cho con người khi các nhà kỹ trị đã không thể xác định được tâm trí con người. Tất cả những mô tả khác nhau này đều có một số yếu tố chân lý nhất định trong đó. À, có thể không phải là lý thuyết tâm trí được tải xuống. Nhưng tất cả đều bỏ sót một sự phân biệt đơn giản và rõ ràng, một điều không thể chối cãi và không thể bác bỏ về mặt khoa học. Đó là một trong những chìa khóa để hiểu COVID-19. Sự khác biệt giữa con người và tất cả các loại động vật còn lại rất đơn giản. Con người là sinh vật duy nhất có thể sinh con vào mọi thời điểm trong năm. Tất cả các động vật khác đều động dục và chỉ sinh sản vào những thời điểm cụ thể trong năm. Thường vì vậy, chúng sinh vào mùa xuân. Động vật hoang dã động dục mỗi năm một lần và động vật nuôi, chó, lợn, bò, v.v. thường sinh 2 lần một năm và một số ít mèo và thỏ vài lần mỗi năm. Nhưng con người, ít nhất là tại thời điểm này trong quá trình tiến hóa của chúng ta, có thể thụ thai vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Con người trên trái đất thụ thai vào mỗi ngày trong năm và con người được sinh ra vào mỗi ngày trong năm. Không con vật nào có thể làm được điều này. Ý nghĩa của sự thật hiển nhiên này là gì? Như chúng ta đã thảo luận trong chương 7, tất cả vật chất
chỉ đơn giản là sự kết hợp của các lực hay năng lượng rộng và đa dạng tạo nên toàn bộ vũ trụ của chúng ta, được nhận hoặc thu thập thông qua cơ quan thụ cảm vũ trụ mà chúng ta gọi là nước. Sự thừa nhận các năng lượng hay lực lượng vũ trụ này là cơ sở của tất cả các hệ thống chữa bệnh và trí tuệ truyền thống cho đến khi mô hình y học vật chất hiện tại ra đời, và theo đó tất cả chúng ta ngày nay đều dày công trau dồi. Những người chữa bệnh truyền thống đã nhận ra ảnh hưởng của các vì sao và hành tinh. Ví dụ, họ mô tả hoa cúc là cây sao kim, cây tầm ma là cây sao hỏa, và bồ công anh là cây sao mộc. Bây giờ, chúng ta đã hiểu bản chất điện từ của vũ trụ, những đặc điểm này bắt đầu có ý nghĩa. Sự hiểu biết nền tảng này là cơ sở của hầu hết kiến thức nhân loại, cho đến khi nó bị mất đi trong thời gian gần đây. Mặc dù cách nhìn ra thế giới này là chìa khóa cho sự phát triển của chúng ta với tư cách cá nhân, nhưng nó cần được khám phá lại vì việc triển khai công nghệ 5G đe dọa nền tảng của sự tồn tại. Và chúng ta có thể hiểu tại sao như vậy chỉ khi chúng ta tiếp thu lối suy nghĩ cổ xưa về cuộc sống. Không giống như động vật, con người không được hình thành hoặc sinh ra dưới tác động của bất kỳ trường năng lượng vũ trụ cụ thể nào. Thay vào đó, mỗi con người được hình thành và sinh ra tại một thời điểm và địa điểm duy nhất, do đó chịu ảnh hưởng của một trường vũ trụ duy nhất. Đây là cơ sở sinh lý của tự do và cá nhân của chúng ta. Đây là điều làm cho con người trở thành vương miện của tạo hóa. Đây là cơ sở cho tuyên bố rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Thượng Đế là một khái niệm bao trùm trường năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Mỗi cá nhân con người là một thành phần duy nhất trong lĩnh vực này, và nhân loại nói chung là tổng thể của toàn bộ lĩnh vực, và do đó là hình ảnh hoặc sự phản chiếu của Chúa. Đây là thông điệp thiết yếu của tất cả các truyền thống triết học và tôn giáo lớn từ xưa đến nay. Các trường vũ trụ này dưới dạng lực điện từ bức xạ về phía trái đất từ tất cả các phần của vũ trụ và được thu thập trong tầng điện ly hoặc lá chắn điện từ của trái đất. Theo một cách tương tự như cách chúng ta thu được chất dinh dưỡng từ thực phẩm của mình, các lực điện từ này được xử lý bởi lớp da bảo vệ của trái đất, tầng điện ly. Khi chúng ta ăn thức ăn, thức ăn được xử lý bởi vi khuẩn, nấm, virus và các vi sinh vật khác trong ruột của chúng ta. Chất thải của chúng sau đó trở thành thức ăn bổ dưỡng mà chúng ta hấp thụ để cung cấp cho chúng ta sự sống. Tương tự như vậy, các lực vũ trụ hoạt động trong tầng điện ly để nổi lên như các trường điện từ mang lại sự sống, nuôi dưỡng trái đất và mọi sự sống, bao gồm các sự sống của con người. Đó là cách nó luôn hoạt động và nó sẽ hoạt động. Và nó sẽ ngoại trừ việc giới thiệu công nghệ mà chúng ta gọi là 5G. Không cần đi quá sâu vào kỹ thuật của công nghệ 5G. Điều quan trọng về 5G là các sóng mm xung, quang phổ mới này sẽ chạy điện thoại và máy tính của chúng ta nhanh hơn. Cần được tổ chức bằng cách đặt hàng trăm nghìn vệ tinh ngay vào tầng điện ly của trái đất. Hàng trăm nghìn vệ tinh này sẽ phát ra các tần số điện từ của riêng chúng. Về cơ bản là chùm các tín hiệu nhân tạo mới này xuống hàng triệu máy thu được đặt trong các khu dân cư, sân vận động, trường học, viện dưỡng lão, bệnh viện, công viên, trang trại, hồ, rừng, đại dương và mọi nơi khác trên trái đất. Mục đích là bao phủ trái đất bằng những trường điện từ nhân tạo này. Chúng ta biết rằng những sóng mm này cản trở sự sẵn có của oxy trong khí quyển và do đó, chúng sẽ cản trở khả năng của ti thể, vi khuẩn trong mô của chúng ta để chuyển oxy thành năng lượng. Đây là tính năng chính của 5G, trầm trọng hơn do ngộ độc nhôm, ngộ độc glyphosate, ô nhiễm không khí nói chung và tất cả các chất độc khác trong thế giới hiện đại của chúng ta. Tất cả đều góp phần gây ra các triệu chứng của COVID-19. Nhưng không điều nào trong số này có thể sánh được với hậu quả của việc đưa hàng trăm nghìn vệ tinh vào tầng điện ly của trái đất. Nếu điều này được cho phép xảy ra, không chỉ tất cả sự sống trên trái đất sẽ phải chịu tác động độc hại liên tục của những sóng mm có hại này,
Như thế điều đó chưa đủ tồi tệ, mà hậu quả trực tiếp của sự điên rồ này là các sóng vũ trụ kéo đến đối với chúng ta từ những vùng xa nhất của vũ trụ của chúng ta sẽ không còn được phép duy trì tính toàn vẹn của chúng trong hành trình đến trái đất. Sự sống sẽ bị cắt đứt khỏi vũ trụ, nai sừng tấm sẽ không còn là nai sừng tấm, sóc sẽ mất đi nguồn năng lượng tạo nên chúng là sóc, và con người sẽ không còn được hình thành như những cá thể tự do với số phận riêng biệt. Sự sống sẽ được hình thành dưới ảnh hưởng của mã máy tính được viết bởi những bậc thầy của vũ trụ mới tự phong. Và tất cả những điều này chỉ là để chúng ta có thể có tốc độ tải xuống nhanh hơn cho điện thoại di động của mình. Nhân loại đang ở ngã ba đường, và mặc dù chúng tôi có thể trình bày các chiến lược giảm thiểu tác động đến các trường năng lượng cấu thành công nghệ 5G, xem phụ lục B, nhưng chúng tôi phải rõ ràng, COVID-19 là làn sóng dịch bệnh đầu tiên được tạo ra bởi sự ra đời của công nghệ mới này. Nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các quan chức cảnh báo chúng tôi rằng nhiều làn sóng đang đến. Họ biết họ đang thay thế sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng sự điên rồ của con người. Đã đến lúc nhân loại thức dậy, trưởng thành và tìm đủ can đảm để ngăn chặn mối đe dọa này. Phần kết. Ngày xưa ngày xưa, ở một nơi xa xôi, có một vị vua và hoàng hậu. Vương quốc của họ hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình. Thật không may, cặp vợ chồng hoàng gia đã hiếm muộn và người dân lo lắng rằng họ sẽ không còn người thừa kế thích hợp cho ngai vàng. Một ngày nọ, nhà vua và hoàng hậu đang đi dạo trong rừng và họ đến một cái ao. Một con ếch nhảy ra khỏi ao thông báo rằng họ sẽ sớm có một cô con gái xinh đẹp. Đương nhiên, tin tức này khiến họ và toàn thể vương quốc tràn ngập niềm vui. Để chào mừng sự xuất hiện của con gái, gia đình hoàng gia đã mời 12 người phụ nữ thông thái của vương quốc đến dự tiệc tại cung điện. Sau bữa tiệc, từng người phụ nữ khôn ngoan lên tiếng và chúc phúc cho đứa trẻ mới chào đời. Một người ban cho sự đẹp đẽ, một người khác ban cho sự tử tế, một người khác ban cho sự khôn ngoan, v.v. để bao hàm tất cả những đức tính tốt đẹp mà con người có được. Sau khi người phụ nữ khôn ngoan thứ 11 nói, một người phụ nữ không được mời xông vào phòng tiệc của cung điện. Bà cũng là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng không giống như những người khác, bà có ý đồ xấu xa. Bà ấy là một phù thủy và bà tức giận vì bà ấy đã không được mời đến bữa tiệc để tôn vinh đứa trẻ mới. Vì quá tức giận, bà đã ban một lời nguyện khủng khiếp lên đứa trẻ, nói rằng khi đứa trẻ trưởng thành, cô sẽ đâm ngón tay vào trục quay và ngã xuống chết. Những người trong hội trường đều choáng váng và sửng sốt. Rất may, người phụ nữ khôn ngoan thứ 12 vẫn chưa lên tiếng. Khi nghe thấy lời nguyện này, bà đã thông báo rằng bà phù thủy này rất quyền năng và do đó bà không thể hoàn toàn hóa giải lời nguyện này, nhưng bà có thể thay đổi nó. Thay vì gục xuống chết, cô gái trẻ nếu bị chọc ngón tay vào trục quay sẽ chỉ đi ngủ chứ không chết. Sau bữa tiệc, nhà vua ra lệnh phá hủy tất cả các trục quay trong vương quốc, sẽ không có khả năng rằng công chúa có thể chọc ngón tay của mình vào trục quay. Thời gian trôi qua, công chúa đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với tất cả những nét đẹp tuyệt vời do những người phụ nữ thông thái ban tặng. Cô ấy tốt bụng, xinh đẹp và khôn ngoan, và toàn bộ vương quốc thịnh vượng. Một ngày nọ, nhà vua và hoàng hậu rời cung điện để đi chơi tiểu vương quốc. Như thường lệ, công chúa được giao cho các quan thần, những người được lệnh phải theo dõi sát sao cô. Mọi người đều yêu mến công chúa, và với bản tính tò mò, cô đã thuyết phục các quan thần để cô đi lang thang tự do trong lâu đài. Cô đến một căn phòng mà cô chưa từng thấy trước đây. Bên trong, một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế đẩu quay len. Tò mò, chưa thấy ai quay len bao giờ, cô hỏi bà cụ đang làm gì. Bà lão đưa cho cô cái trục quay. Công chúa bị đâm vào ngón tay và như dự đoán đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi nhà vua và hoàng hậu trở lại lâu đài, họ đã đặt nàng trên một chiếc giường xinh đẹp. Sau đó, những người khác trong vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ. Bánh mì vẫn còn trong lò, tấm da của người thợ giày vẫn còn trên băng ghế, đàn cừu của người chăn cừu vẫn còn trên cánh đồng. Toàn bộ vương quốc rơi vào ảnh hưởng của một câu thần chú độc ác. Thời gian trôi qua, lâu đài chìm trong một khối gai và dây leo. Bất cứ ai từ vùng đất khác đến thăm vương quốc đều không thể xuyên qua bụi gai độc hại. Những người cố gắng vượt qua đã gặp phải cái chết, vì vậy đã được trong 100 năm. Một ngày nọ, một hoàng tử trẻ từ một vùng đất xa xôi đang đi săn và đến lâu đài tùm. Một ông già kể cho anh nghe về hoàn cảnh của cô công chúa trẻ đẹp bên trong. Có điều gì đó khiến anh vô cùng xúc động. Anh biết anh có thể và phải cứu công chúa và vương quốc. Ông thông báo ý định của mình cho mẹ và cha, vua và hoàng hậu và toàn thể triều đình. Họ cấm anh thực hiện nhiệm vụ này vì biết rằng anh nhất định sẽ gặp phải cái chết. Anh trả lời đơn giản, tôi không sợ, tôi sẽ giải cứu công chúa xinh đẹp. Và do đó, nó đã xảy đến. Không chút sợ hãi trong lòng, những chiếc gai không có quyền lực đối với hoàng tử. Khi anh đến gần lâu đài, chúng tách ra trước anh. Anh tìm thấy công chúa đang nằm trên giường. Anh đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp rạng ngời của cô. Anh quỳ xuống và hôn cô. Công chúa thức dậy và cùng với toàn bộ vương quốc, mọi người chỉ đơn giản là tiếp tục công việc của họ. Hoàng tử và công chúa đã kết hôn. Vương quốc được phục hồi sức khỏe, thịnh vượng và hòa bình. Và tất cả họ đều sống hạnh phúc mãi mãi. Hầu hết các bạn sẽ nhận ra câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng hoặc Hoa hồng rực rỡ này. Đó là một câu chuyện được kể cho trẻ em trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ để gây ấn tượng trong tâm hồn chúng về cách thức của thế giới và cho chúng lòng dũng cảm. Đó cũng là câu chuyện về COVID-19 nếu chúng ta biết cách làm sáng tỏ những ẩn dụ của nó một cách hợp lý. Thế giới hòa bình và thịnh vượng, nhưng rõ ràng là nếu không có người thừa kế đích thực, không có phương hướng đích thực, thế giới sẽ không thể tiếp tục như nó vốn có. Sau đó, như thể từ đâu xuất hiện, một con ếch thấp hèn đại diện cho thế giới tâm linh trong chuyện cổ tích, thông báo cho nhà vua và hoàng hậu rằng có một con đường để tiếp tục thịnh vượng và đơm hoa kết trái. Một công chúa sẽ được sinh ra. Vui mừng khôn xiết, cặp vợ chồng hoàng gia mời 12 người phụ nữ khôn ngoan để ăn mừng tin này. 12 phụ nữ thông thái đại diện cho trí tuệ thu thập được của vũ trụ. Họ là cung hoàng đạo, chu kỳ của năm và kết nối giữa vũ trụ, toàn bộ cung hoàng đạo và trái đất, chu kỳ của năm. Nhưng có một người phụ nữ thứ ba, mụ phù thủy độc ác. Các phù thủy thường được miêu tả trong các câu chuyện cổ tích là có thân hình méo mó, vặn vẹo, mắt vàng và làn da xám xịt. Họ là bức tranh của bệnh tật, hiện thân của quan điểm sống duy vật. Họ là vật chất sa ngã, do đó một số loại nhân vật thân cận, mẹ kế hoặc hình tượng người mẹ yếu ớt. Đàn bà khôn là cái nhìn tâm linh về cuộc sống. Những mụ phù thủy hay phụ nữ sa ngã là cái nhìn duy vật về cuộc sống. Người phụ nữ khôn ngoan thứ 12 không thể hóa giải sức mạnh của lời nguyền phù thủy. Nó quá mạnh mẽ. Trên thực tế, lời nguyền là thứ mà vương quốc đã phải trải qua để đạt được sức khỏe, sự thịnh vượng và hòa bình ở mức cao hơn và lâu đài. Tuy nhiên, bà ấy có thể giảm bớt sức mạnh của nó. Chính là vậy, toàn bộ thế giới bị đóng cửa. Bất kỳ ai cố gắng giải cứu thế giới, bất kỳ ai chỉ ra rằng cuộc sống không nhất thiết phải như thế này, đều bị xé nát bởi những chiếc gai độc hại nhấn chìm vương quốc. Toàn bộ thế giới bị nguyền rủa, sống như thể trong một giấc mơ hay câu thần chú, lời nguyền của chủ nghĩa vật chất trong tất cả các chiêu bài của nó, vì hứa hẹn về các trò chơi điện tử nhanh hơn, cũng giống như chúng ta. Nhưng có một lối thoát, một lối đi được chàng hoàng tử từ một vùng đất xa xôi khám phá.
Anh ấy thể hiện điều này một cách rõ ràng. Tôi không sợ. Nếu không có sự sợ hãi, được hướng dẫn bởi tình yêu, lời nguyền có thể bị phá vỡ. Thế giới có thể được phục hồi, bài học có thể được rút ra. Chủ nghĩa duy vật hiện đang là lý thuyết về virus độc hại và sự say mê Internet có thể bị vượt qua. Chúng ta có thể làm điều này. Đó chỉ là một câu thần chú. Nó không có thật. Đó là tin giả. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm can đảm và tình yêu trong trái tim để đón nhận sự thật. Đó là cả một vấn đề. Phụ lục A. Nước. Như được mô tả trong chương 8, nước chữa bệnh, loại nước mà các nền văn hóa nhân loại khỏe mạnh nhất đã sử dụng, có một số đặc điểm cụ thể. Để nhắc lại, nước lành mạnh không chứa tất cả các độc tố, nó chứa đầy đủ các khoáng chất bổ sung và nó được cấu trúc thông qua việc tuân theo chuyển động xoáy liên tục. Kết quả của chuyển động xoáy liên tục này, nước được cung cấp oxy. Bước oxy hóa rất quan trọng trong việc sản xuất nước chữa bệnh và là đặc điểm của nước chữa bệnh nổi tiếng nhất hành tinh, như nước ở Lourdes và ở sông Hằng. Cuối cùng, nước được hoàn thiện thông qua việc tiếp xúc với các âm thanh và tần số tự nhiên trên đường đi của nó. Khi tuân thủ các bước này, chúng ta có một loại nước chữa bệnh là một trong những nền tảng cốt lõi của sức khỏe đối với thực vật, động vật và con người. Cung cấp nước lành mạnh như vậy phải là yêu cầu cơ bản đối với mọi bệnh viện, nhà tế bần và cơ sở chữa bệnh. Điều thú vị là ngoài nước chúng ta uống, rõ ràng từ các bằng chứng lịch sử và nghiên cứu hiện đại rằng nước chúng ta tắm rửa ít nhất cũng quan trọng như nước chúng ta uống. Điểm này đã được mang về nhà chúng ta do kinh nghiệm cá nhân và xem xét nghiên cứu về hệ thống nước Ophora. Ophora là một công ty nước sáng tạo ở Nam California đã phát triển một kỹ thuật để lấy bất kỳ nước ở bất kỳ thành phố hoặc giếng nào và làm sạch nó khỏi tất cả các dấu vết của chất độc, dược phẩm, fluorua, clor và thậm chí cả vi nhựa. Theo như chúng tôi được biết, không có hệ thống nào khác có thể lọc nước đến mức này. Sau đó, nước được tái khoáng bằng cách bổ sung tất cả các khoáng chất đã biết có trong nước biển. Sau đó, nước được đưa qua một vòng xoáy thạch anh hồng và được oxy hóa đến 40 phần triệu bằng công nghệ độc quyền. Cho đến nay, đây là hàm lượng oxy cao nhất so với bất kỳ loại nước nào được thử nghiệm, ngang bằng với loại nước chữa bệnh hiếm nhất và tốt nhất trên trái đất. Nước được cân bằng độ pH và hoàn toàn bằng cách cho nước tiếp xúc với âm thanh của thiên nhiên. Các nghiên cứu về những người ngâm mình trong nước có oxy này và uống nửa ga lông mỗi ngày cho thấy một số kết quả đáng kinh ngạc. Đầu tiên, độ bão hòa oxy của các mô ngay lập tức tăng lên và duy trì ở mức cao nhất trong vòng 12 giờ. Đây là một phản ứng bão hòa oxy mạnh mẽ hơn phản ứng với liệu pháp oxy hyperbaric, một chiến lược được biết là tạo ra nhiều hiệu quả điều trị. Thứ hai, và đáng kinh ngạc hơn nữa, phép đo góc pha của các mô cũng tăng lên. Phép đo góc pha cho chúng ta biết về mức độ hydrat hóa của các mô và thực sự là một dấu hiệu về tuổi sinh học của đối tượng. Pha là một biện pháp đo trực tiếp tính toàn vẹn của màng tế bào. Màng là cấu trúc nước bên trong và bên ngoài tế bào. Màng là nơi các tế bào giao tiếp với nhau và là nơi tạo ra điện tích để tế bào có thể hoạt động. Xem chương 9 để thảo luận về chế độ ăn uống thích hợp cho tính toàn vẹn của màng tế bào. Phép đo góc pha sẽ tăng lên trong vòng vài giờ sau khi ngâm 1 giờ trong bồn tắm chứa oxy, nước tinh khiết cùng với việc uống một nửa ga lon nước trong suốt một ngày. Hơn nữa, sự cải thiện về góc độ này, một quá trình thường mất nhiều tháng để giải độc và chế độ ăn sạch nhất, dường như sẽ kéo dài một thời gian, thậm chí chỉ sau một lần ngâm mình và hydrat hóa. Người ta chỉ có thể đoán được sự cải thiện về chất lượng hydrat hóa và tuổi sinh học của người đó nếu điều này trở thành thói quen hàng tuần hoặc hàng ngày. Hãy tưởng tượng kết quả mà các bệnh viện sẽ đạt được
nếu họ bắt đầu điều trị bằng nước uống và nước tắm có oxy, thay vì đặt bệnh nhân vào máy thở. Đối với độ tinh khiết và mức độ oxy hóa, hệ thống nước Ofora hiện là hệ thống duy nhất mà chúng tôi có thể đề xuất để tạo nước trị liệu. Điều này đưa ra một tình huống khó xử vì hầu hết người đọc sẽ thấy việc mua hệ thống Ofora để sử dụng tại nhà hoặc thực sự mua nước trực tiếp từ Ofora, oforawater.com với chi phí rất thấp. Rõ ràng giải pháp tốt nhất sẽ là mọi thị trấn và đô thị sử dụng nhiều hệ thống nước Ofora để sản xuất nước lành mạnh cho người dân. Các chủ sở hữu Ofora đã sẵn sàng và chuẩn bị để giúp đỡ dự án này. Đối với việc tắm rửa cá nhân, các lựa chọn đơn giản nhất là thiết bị vòi sen Ofora giúp loại bỏ một số độc tố khỏi nước, đồng thời tạo oxy và cấu trúc, kết hợp với một số loại bộ lọc hoặc hệ thống thẩm thấu ngược trong nhà bạn. Một khả năng khác là gắn vòi hoa sen Aquadia vào hệ thống vòi hoa sen hoặc bồn tắm nhà bạn. Hệ thống Aquadia đưa nước vào qua một vòng xoáy tốc độ cao để nó hút nước ra khỏi đường ống, chứ không phải đẩy như trường hợp khác. Đây chính xác là cách tim giúp di chuyển máu, thông qua lực hút thay vì đẩy. Hiện tượng hút được dễ dàng cảm nhận bằng cách đặt một tay lên mặt nước khi nước xuất hiện từ vòi hoa sen. Thay vì tay bị đẩy thì bạn sẽ cảm thấy tay mình bị hút ngược lên đầu vòi hoa sen. Dòng xoáy được tạo ra bởi sự sắp xếp của các tinh thể bên trong vòi hoa sen tạo ra hiệu ứng nổ tốc độ cao. Một hiệu ứng khiến nước tràn ngập năng lượng và sự sống. Một thí nghiệm thú vị là tưới một nhóm cây bằng nước Aquadia và nhóm thứ hai bằng nước bình thường. Tắm dưới vòi nước hoa sen Aquadia cũng giống như tắm dưới thác nước và tắm trong nước Aquadia giống như tắm trong dòng chảy. Tác dụng tiếp thêm sinh lực là tương tự nhau. Người dân Aquadia có thể tùy chỉnh loại tinh thể mà họ sử dụng để sản xuất vòi hoa sen và vật liệu, thường là vàng, bạc hoặc đồng làm vòi hoa sen. Trang web drtomkerwin.com hiện là nhà phân phối đầu vòi hoa sen Aquadia của Mỹ. Có nhiều lựa chọn hợp lý hơn cho hệ thống lọc gia đình có thể kết hợp với vòi sen Aquadia. Một lựa chọn tốt để giao nước tận nhà là Mountain Valley Spring, mountainvalleyspring.com. Có dịch vụ giao hàng trên toàn quốc và chỉ sử dụng chai thủy tinh. Castle Rock, castlerockwatercompany.com đóng chai thủy tinh và có bán tại các cửa hàng trên toàn quốc. Một cách đơn giản để khoáng hóa và cung cấp oxy cho những loại nước được khuyến nghị này là đổ một lầy ly 8 ounce, thêm một nhúm muối biển chưa tinh chế và khuấy bằng thìa cắn dài, tạo thành một dòng xoáy. Khuấy theo một hướng rồi đảo ngược lại để khuấy theo hướng khác, lặp lại vài lần. Phụ lục B, hình dạng sinh học và giảm thiểu EMF. Điều thú vị và đáng kinh ngạc về tình trạng nhận thức hiện tại của con người là cái mà chúng ta thường gọi là khoa học. Thực ra hầu hết là một loạt những mê tín phi lý dễ bị bác bỏ. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về sự mê tín như vậy, đã từng được sửa chữa là chìa khóa then chốt để bảo vệ bản thân và tất cả thiên nhiên khỏi tác hại của EMFs. Bắt đầu bằng cách hỏi bản thân hoặc bạn bè của bạn một câu hỏi đơn giản. Hình thức, hình dạng và kiểu mẫu của một số vật thể và chất lượng của các vật liệu tạo nên hình dạng hoặc hoa văn này có phải ảnh hưởng đến năng lượng vô hình của các sinh vật không? Khoa học, ít nhất là y học, rõ ràng rằng một ý tưởng như vậy là phi khoa học. Nếu một bác sĩ tại hội nghị y khoa thông thường gợi ý rằng một người có thể đặt một dạng hình học lên người hoặc đặt một dạng hình học gần người để tạo ra hiệu quả điều trị, thì anh ta sẽ là trò cười. Tuy nhiên, hãy xem xét cây vĩ cầm Stradivarius, được nhiều người coi là cây vĩ cầm tốt nhất từng được sản xuất. Một số cây được bán với giá hàng chục triệu đô la. Cây vĩ cầm này là gì? Nói một cách đơn giản,
Nó là một dạng hình học cụ thể được làm từ một vật liệu cụ thể gọi là gỗ mặt trăng. Gỗ được khai thác trong thời gian trăng tàn khi nhựa cây ở mức thấp nhất. Bằng cách nào đó tạo thành sóng âm thanh vô hình thành âm nhạc vô song. Âm thanh mà hình thức cụ thể này được làm bằng vật liệu này tạo ra đã được đánh giá cao trong nhiều thế kỷ bởi các nghệ sĩ vĩ cầm trên toàn thế giới. Rõ ràng, hình thức và vật liệu của cây đàn violin này có thể định hình các sóng âm thanh vô hình để tạo ra âm nhạc tinh tế nhất. Chỉ có một bộ óc hoàn toàn phi khoa học mới có thể kết luận rằng đây là ví dụ duy nhất trong tự nhiên mà ở đó hình dạng, các kiểu mẫu được tạo ra từ một vật liệu cụ thể ảnh hưởng đến năng lượng mà chúng ta biết ngày nay tạo ra sự sống. Thực tế là quá trình hình thành, định dạng, khuôn mẫu và vật chất ảnh hưởng đến năng lượng xung quanh chúng ta là tiêu chuẩn và không phải là một số hiện tượng xảy ra bất thường. Đó là cơ sở của khoa học thiêng liêng trên toàn thế giới, thậm chí từ thời con người sống trong các hang động và chạm khắc các dạng hình học vào các bức tường của hang động. Từ những ngày đầu tiên của chúng ta, thông qua các hình thức của kim tự tháp, tượng đài và điêu khắc, con người đã làm việc với vật chất và hình thức để tạo ra những tác động đến cuộc sống xung quanh họ. Chỉ có những nhà khoa học duy vật phi lý, hiện đại, những người mà ý tưởng được hình thành chủ yếu bởi mê tín mới phủ nhận những tác động này là có thật. Hình dạng sinh học chỉ đơn giản là khoa học về cách thức, hình dạng và các mẫu kết hợp với các vật liệu nhất định hình thành nên năng lượng trong thế giới xung quanh chúng ta. Kết quả của sự tạo hình này là có lợi hoặc có hại đối với tất cả các dạng sống, bao gồm cả con người. Sống trong thời kỳ khói điện ngày càng gia tăng, không có tầm nhìn rõ ràng về mức độ ô nhiễm mà chúng ta sẽ phải tiếp xúc. Tất cả độc giả của chúng ta bắt buộc phải khám phá các chiến lược và kỹ thuật được cung cấp bởi hình học sinh học để giảm thiểu những tác động này. Điều này không có nghĩa là đưa các vệ tinh và tháp 5G lên bằng cách nào đó là tốt nếu chúng ta chỉ sử dụng hình học sinh học để giảm thiểu tác động của chúng. Điều này hoàn toàn không đúng. Phải dừng ngay việc lắp đặt điên rồ này lại. Đồng thời, ngay bây giờ, mọi người đều có thể và nên tận dụng khoa học hình học sinh học để đối phó với tình trạng ô nhiễm điện từ hiện nay mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Có sự tôn trọng nào đối với nhiều công ty đang sử dụng sóng, mẫu, biểu mẫu và các kỹ thuật khác để giảm thiểu hiệu ứng EMF? Một số là hữu ích, tuy nhiên dựa trên các nghiên cứu với thực vật, động vật và con người cũng như kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi, các chiến lược được sử dụng bởi hình học sinh học vượt lên trên tất cả về độ an toàn và hiệu quả. Ví dụ, vào cuối những năm 1900, dự án nghiên cứu bệnh gan quốc gia ở Ai Cập đã thực hiện một nghiên cứu về bệnh nhân viêm gan C và tăng men gan. Mặc dù hầu hết đều cho rằng viêm gan C là một bệnh do virus, nhưng việc tăng men gan không phải là lý do cho sự hiện diện của virus mà chỉ ra một số độc tố đang ảnh hưởng đến sức khỏe của gan. Trong nghiên cứu này, những người tham gia được yêu cầu đeo mặt dây chuyền hình học sinh học, sử dụng giả dược hoặc theo liệu pháp kháng virus thông thường. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình hình của men gan trong 6 tháng sau khi can thiệp. Người đứng đầu nghiên cứu, tiến sĩ Tasha Khalid, thông báo trên truyền hình Ả Rập Xê Út rằng kết quả cho thấy 90% những người tham gia sử dụng mặt dây chuyền hình học sinh học đã giảm men gan trong 6 tháng đầu tiên. Điều này trái ngược với tỷ lệ giảm 50% ở những người sử dụng phương pháp điều trị thông thường và 20-30% ở nhóm dùng giả dược. Đây là một kết quả tích cực đáng kể đối với một can thiệp đơn giản và rẻ tiền như vậy và cũng là kết quả cần được theo dõi với các nghiên cứu về bệnh khác. Cách tốt nhất để sử dụng hình học sinh học là tự mình trở thành một người thực hành hình học sinh học. Bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ với Viện Vesica và đăng ký các lớp học trực tuyến của họ
tại vesica.org. Điều tốt nhất tiếp theo là liên hệ và làm việc với một chuyên gia hình học sinh học được đào tạo, người có thể giúp bạn bắt đầu giảm nhẹ ảnh hưởng lên không gian cá nhân của mình, bao gồm cả việc giúp bạn tìm các thiết bị bảo vệ cá nhân để sử dụng. Cách tiếp cận cuối cùng, một cách mà mọi người ít nên sử dụng nhất là mua mặt dây chuyền L90 và bộ phát sinh học từ trang web vesica.org và luôn sử dụng chúng theo chỉ dẫn. Trang web vesica.org cũng giới thiệu công trình hấp dẫn của Ibrahim Karim, người đã có thể giảm thiểu tác động của anten radio trong một các chuông nhà thờ ở Hamburg, Thụy Sĩ, sử dụng các hình dạng khác nhau được đặt ở vị trí chiến lược trong nhà thờ và các ngôi nhà gần đó. Ngoài ra, có rất nhiều biện pháp phòng ngừa chung mà mọi người có thể thực hiện. Nếu bạn sử dụng điện thoại di động, hãy giữ nó ở mức tối thiểu và không bao giờ đưa nó vào tai. Có điện thoại cố định trong nhà để sử dụng thường xuyên. Nếu có thể, hãy sử dụng Internet có dây, không phải Wi-Fi. Ít nhất, hãy tắt Wi-Fi vào ban đêm. Đừng để công ty tiện ích của bạn lắp đặt đồng hồ thông minh, thường phải trả một khoản phí để giữ một đồng hồ kim kiểu cũ, nhưng nó đáng giá. Khi bạn ngủ, phòng ngủ của bạn phải không có khói điện. Tắt cầu chì cho tất cả hệ thống dây điện trong phòng ngủ của bạn vào ban đêm. Bạn thậm chí có thể nhờ thợ điện lắp công tắc để làm việc này gần giường của bạn. Không để đồng hồ báo thức điện trên tủ đầu giường gần đầu bạn. Thay vào đó, hãy sử dụng đồng hồ báo thức chạy bằng pin. Tránh ô tô điện, đèn huỳnh quang và đèn compact, các thiết bị thông minh và thiết bị tập thể dục chạy bằng điện. Trên hết, hãy dành thời gian mỗi ngày ở bên ngoài, cách xa anten, trong công viên, nông trại hoặc trong rừng, để cơ thể nghỉ ngơi, tránh xa khỏi ô nhiễm EMF. Phụ lục C. Ăn gì? Một chế độ ăn uống lành mạnh giúp duy trì reo tế bào, cung cấp cho bạn năng lượng tối đa và bảo vệ bạn khỏi EMF nhiều nhất có thể, không yêu cầu phải từ bỏ cái gì. Bạn không nhất thiết phải ăn một chế độ ăn kiêng khô khan và vô vị mà có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon và thỏa mãn. Điều cần thiết là chú ý đến chất lượng và phương pháp chuẩn bị. Nói cách khác, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận về từng lượng thức ăn mà chúng ta đưa vào miệng. Trong các nền văn hóa truyền thống, người ta ăn thức ăn mình có và biết cách chế biến theo bản năng. Họ không phải nghĩ về việc làm thế nào để có một chế độ ăn uống lành mạnh. Nó chỉ diễn ra một cách tự nhiên. Đặc trưng của con người hiện đại là anh ta là một cá nhân và anh ta không còn phụ thuộc vào bộ lạc hoặc làng của mình để đưa ra quyết định. Anh ta phải đối mặt với vô số lựa chọn hoang mang, đặc biệt là thức ăn anh ta ăn. Anh ta phải lội qua vô số các món ăn chế biến sẵn, phần lớn gây nghiện, và cũng phải cảnh giác với những thông tin sai lệch, đặc biệt là những thông tin sai lệch đến từ cơ sở y tế. Anh ta phải đánh rơi vào chế độ ăn kiêng thực phẩm công nghiệp, đồng thời tránh xa các chế độ ăn kiêng kỳ lạ và đặc biệt là chế độ ăn ít chất béo không thể tuân theo. Về chất lượng, tránh thức ăn nuôi công nghiệp. Một ngày nào đó, mọi người sẽ có một trang trại. Nghĩa là mọi người sẽ biết người nông dân trồng cỏ cụ thể mà họ mua thịt, gia cầm, trứng và thực phẩm từ sữa của họ. Không thể nào mà ăn thức ăn động vật lành mạnh có thể được nuôi trong một hệ thống công nghiệp. Để tìm những loại thực phẩm này, hãy truy cập vào trang web realmeat.com hoặc liên hệ với chi nhánh địa phương gần nhất của tổ chức Western A.Price. Trang web westernaprice.org. Đối với ngũ cốc và sản phẩm, quan trọng là mua sản phẩm hữu cơ, đặc biệt là khi nói đến các sản phẩm lúa mì. Mua bánh mì, bánh quy giòn và bột mì hữu cơ sẽ đảm bảo rằng lúa mì không bị phun glyphosate ngay trước khi thu hoạch. Sản phẩm hữu cơ hiện đã được bán rộng rãi, ngay cả trong các siêu thị. Một nguồn quan trọng là hướng dẫn mua sắm được sản xuất bởi Western A.Price Foundation.
được cập nhật hàng năm, hướng dẫn này nêu tên hơn 1.600 sản phẩm được phân loại là tốt nhất hoặc tốt. Hướng dẫn này miễn phí cho các thành viên và cũng có thể mua tại westernaprice.org. Để biết các công thức nấu ăn, hãy xem truyền thống thực dưỡng, sách dạy nấu ăn, thách thức chế độ dinh dưỡng đúng đắn về mặt chính trị và chế độ ăn kiêng. Sử dụng chất béo phù hợp. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần bổ sung chất béo phù hợp, bởi vì chất béo phù hợp giúp duy trì mạng tế bào của chúng ta và góp phần tạo ra nước có cấu trúc ổn định trong các mô. Đúng loại chất béo mang các vitamin quan trọng, duy trì và bảo vệ mọi hệ thống trong cơ thể. Thay vì dùng bơ thực vật và phết lên, hãy sử dụng bơ thay thế. Thay vì dùng dầu ăn, hãy sử dụng mỡ lợn hoặc mỡ thịt xông khói. Thay vì dùng nước sốt salad thương mại, hãy tự làm với dầu ô liu và giấm. Thay vì dùng kem lạnh, hãy sử dụng kem tươi thực sự. Thay vì dùng kem không sữa, hãy sử dụng kem thực sự hoặc nửa này nửa kia. Thay vì dùng mayonnaise thương mại, hãy tự làm hoặc sử dụng mayo từ dầu dừa. Thay vì sử dụng nước chấm thương mại, hãy tự làm sử dụng kem chua và các nguyên liệu khác. Thay vì dùng khoai tây chiên, hãy ăn bánh quy thịt heo. Thay vì ăn bánh quy giòn, hãy ăn bánh làm từ dầu cọ hoặc dầu dừa. Thay vì ăn snack chế biến, hãy thưởng thức format tự nhiên và thịt hun khói. Thay vì ăn bánh mì siêu thị, hãy sử dụng hướng dẫn mua sẵn tại WAFF để tìm bánh mì lên muối tự nhiên mà không thêm dầu ăn. Thay vì khoai tây chiên, hãy tự làm khoai tây nướng lò với mỡ lợn hoặc mỡ vịt. Thay vì gà rán ăn nhanh, hãy tự làm và chiên với mỡ lợn. Thay vì bánh rán, bánh ngọt, giảm thiểu hết mức có thể và thay vào đó hãy uống một ly sữa tươi. Pizza, để dành những dịp đặc biệt, không ăn mỗi ngày, đặt bánh pizza đế mỏng. Đồ ngọt. Hạn chế của chế độ ăn uống hiện đại, chất ngọt tinh chế nên được giảm nhiều. Chúng tôi biết điều đó là khó. Chất ngọt tinh chế bao gồm đường, siro ngô có hàm lượng fructose cao, siro cây thùa, glucose và fructose. Bạn sẽ thấy rằng ăn chất béo phù hợp sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn và bạn không cần phải tước đoạt hoàn toàn quyền cá nhân. Các món tráng miệng tự làm với chất làm ngọt tự nhiên ở mức độ vừa phải là tốt. Ăn thức ăn ngọt sau bữa ăn để không gây ra đường huyết. Thay vì dùng đường tinh, hãy sử dụng chất làm ngọt tự nhiên như siro cây phong, đường thích, mật ong thô chưa lọc và paradura, nước mía khử nước. Thay vì thực phẩm nướng thương mại, hãy tự làm sử dụng nguyên liệu thực sự như trứng, bơ, hạt và chất làm ngọt tự nhiên. Thay vì nước ngọt có ga, hãy thưởng thức kombucha, coffee và đồ uống lên men lacto khác hiện có bán rộng rãi trong các siêu thị. Chú ý chọn những loại có hàm lượng đường thấp. Thay vì ăn kẹo, hãy ăn nhẹ với thực phẩm như phô mát, xúc xích Ý làm thủ công, các loại hạt và trái cây tươi. Thay vì ăn kem thương mại, hãy làm kem riêng với kem thật, lòng đỏ trứng và chất làm ngọt tự nhiên. Ngũ cốc. Thay vì bánh mì thương mại, cố gắng làm bánh mì bột chua từ ngũ cốc hữu cơ. Thay vì ngũ cốc ăn sáng bị nén, hãy nấu cháo chín ngâm qua đêm. Thay vì bánh quy giòn thương mại, hãy chọn bánh quy giòn được liệt kê trong hướng dẫn mua sắm của Western Aprice Foundation. Nước sốt, nước mắm. Thay vì ăn muối thương mại, sử dụng muối chưa tinh chế, bao nhiêu tùy thích. Thay vì ăn muối thương mại, hàm lượng cao MSG, hãy tự làm nước sốt và nước thịt bằng nước hầm xương chính hiệu. Thay vì trộn nước sốt thương mại, hãy sử dụng các loại thảo mộc thực sự và gia vị hữu cơ. Sản phẩm từ sữa. Thay vì sữa tiệt trùng và siêu tiệt trùng, hãy thưởng thức sữa tươi nguyên chất từ bò ăn cỏ. Thay vì phô mát chế biến, hãy ăn phô mát thật, tốt nhất là từ sữa tươi. Thay vì sữa chua thương mại có đường, hãy tự làm hoặc dùng sữa chua nguyên chất
Thay vì bơ sản xuất công nghiệp, hãy mua bơ của động vật ăn cỏ. Trứng. Thay vì trứng thương mại, hãy mua trứng từ một người nông dân nuôi gà mái ngoài đồng cỏ. Thay vì sử dụng lòng trắng trứng, hãy sử dụng cả quả trứng, thậm chí thêm lòng đỏ. Thịt. Thay vì ăn thịt nuôi công nghiệp, mua thịt của nông dân nuôi trên đồng cỏ. Thay vì ăn thịt thương mại, hãy mua xúc xích Ý, dăm bông, thịt xông khói. Thay vì chỉ ăn thịt cơ, hãy ăn gan và các loại thịt nội tạng khác như pate, chó, rút, xúc xích gan, v.v. Hải sản. Thay vì ăn cá và sò nuôi, hãy ăn cá và sò đánh bắt tự nhiên. Thực phẩm chức năng. Thay vì ăn dầu cá, hãy sử dụng dầu gan cá tuyết tự nhiên, được liệt kê trong hướng dẫn mua sắm của Western Airlines Foundation. Thay vì vitamin C công nghiệp, sử dụng các sản phẩm là bột của thực phẩm giàu vitamin C. Thay vì vitamin tổng hợp, sử dụng các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, được sấy khô như tim, gan, sò, v.v. Thực phẩm lên men. Thay vì ăn các loại dưa giấm hiện đại, hãy ăn dưa cải bắp rau và các thực phẩm lên men lacto khác. Hết chương cuối. Các bạn thân mến, nếu thấy những nội dung kênh chia sẻ là hữu ích thì các bạn có thể cân nhắc bấm vào nút đăng ký kênh, like, share để giúp cho kênh được nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp cho kênh. Chúc các bạn luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.